tâm đất giá rẻ ha. Thì hiện tại tôi đang có mặt tại đường quốc lộ 50 và ấp Cái Mỹ, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An nha quý anh chị. Thì cái phía trước mặt của quý anh chị á, tầm khoảng 2 km nữa thì mình ra trung tâm thị trấn Cần Giuộc ha. Mình ra đó thì mình ra ngã tư Gia Bảo nè, thẳng lên Tân Kiên rồi mình qua cầu Thịnh, mình lên đường Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Xe Vận 8 nha. Mà từ đây về Sài Gòn thì tầm khoảng là 20 phút xe máy nha quý anh chị. Và cái phía xã Bình Tâm là tầm khoảng 4 km nữa thì mình về trung tâm thị trấn Cần Đước nha. Thì hôm nay Tâm xin giới thiệu cho quý anh chị cô chú một lô đất lúa ha. Có diện tích là 304 m và chủ gửi bán với giá là 570 triệu nha. Và cái lô đất lúa của mình á là có thể lên thổ được nha quý anh chị. Thì bây giờ thì mời quý anh chị đi theo chân Tâm vào mình xem đất nha. Từ đây mà mình vào đất lúa của mình á tầm khoảng 1 km nha quý anh chị. Trường Bình Phước Lâm nha quý anh chị. Thì cái lô đất lúa của mình á cách cái đường Trường Bình Phước Lâm này tầm khoảng 150 m nha. Bây giờ thì quý anh chị theo chân Tâm vào xem đất. Hai bên nhà san sát rất là nhiều quý anh chị. Đây là chốt văn phòng nha. Chốt văn phòng. Đèn đường và camera an ninh đầy đủ nha. Và cái bán kính mà tầm khoảng là 500 m thì mình có trường học nè, đây trường học nè quý chị, trường học nè, điện máy xanh, bách khoa xanh, rồi thế giới di động ha, rất là ok luôn. Thì cái lô đất của Tâm muốn giới thiệu cho quý chị á, là nó nằm đường Ba Gác nha quý chị, nó cách cái đường xe hơi tầm khoảng 50 m thôi, và nó cách cái đường Trường Bình Phước Lâm này thì tầm khoảng là 150 m. Xe cộ đi lại rất là đông nha quý anh chị, nhưng mà do mùa dịch đó và đang giãn cách nữa cho nên là nó hơi vắng ha. Thì từ ngoài quốc lộ 50 mà vào đất mình tầm khoảng 1 km nha, tầm khoảng 1 km thôi. Và cái đoạn đường Trường Bình Phước Lâm này thì nó nối liền giữa đường quốc lộ 50 và đường DH20 nha quý anh chị. Thì cái đoạn đường này dài tầm khoảng 5 km ha. Camera và đèn đường rất là đầy đủ, tầm khoảng 200 m là có camera và có đèn đường quý anh chị. Thì cái đoạn đường này cũng tối á, cái chuyện có chạy ngang á, có dịp mà chạy ngang á thì rất là sáng nha, đèn đường rất là sáng luôn. Cái vị trí của đất mình á là ấp Cái Mỹ, xã Trường Bình nha, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An nha, và hôm nay thì nó đổi thành ấp Cái Mỹ, xã Mỹ Lộc. Xã Trường Bình thì được xã Mỹ Lộc lấy về nha. Thì bây giờ thì gọi là ấp Cái Mỹ, xã Mỹ Lộc của quý vị. Nhà cửa rất là nhiều, nhà lớn lớn không. Sắp tới khoảng tầm 50 m nữa thì mình đến cầu Hội nha quý anh chị. Cái cầu Hội thì qua cầu Hội này thì mình ra đường DH20 thì tầm khoảng 2,5 km nữa ha. Đó.
Và cái đường ngược lại là cái đường mà hồi nãy Tâm đi từ ngoài quốc lộ 50 vào ha. Và cái lô đất của mình thì nó nằm ở vị trí này, nằm ở cái đường đoạn đường này ha. Thì quý anh chị mà có đi ngang á, nếu mà muốn tham khảo á, thì đi ngang đây có để là chữ cho thuê nhà trọ nha. Thì cái miếng đất mình nó cách cái đường Dừng Bình Phước Lâm này tầm khoảng 150m nha. Và cái đoạn đường trước mặt của quý anh chị á, thì đoạn đường này mình đang được nhà nước đổ bê tông 3,5m nha. 3m nha. Thì hiện tại đang làm nhưng mà dịch thì đang ngưng lại nha quý anh chị. Và cái miếng đất của mình á, nó cách cái đường đang chuẩn bị mở bê tông này tầm khoảng là 50m thôi. Thì bây giờ quý anh chị vào xem đất với Tâm nha. Xem ha. Thì có thể nói đó, cái mô hình nhà vườn á, là cái mô hình rất hot và được nhiều người quan tâm trong cái thời buổi hiện nay nha quý anh chị. Và những người mà có nhu cầu mà cao á, thì người ta sẽ mua đất vườn, đất lúa với cái diện tích rộng và đường xe hơi nha, để người ta làm nhà vườn. Còn những người mà thu nhập thấp và những người tài chính ít á, thì cái câu hỏi đặt ra là có thể là mua đất để mà làm nhà vườn được không? Thật sự là có thể nha quý anh chị. Thì vì hôm nay thì Tâm xin giới thiệu cho quý anh chị cái lô đất này á, giá rất là rẻ luôn. Rất là rẻ luôn. Thì quý anh chị em có thể là mua về để mà mình xây nhà vườn ha. Mình chăn nuôi với cái diện tích là cái dạng như làm nhà vườn mini á. Đó, thì xung quanh đây thì nhà cửa cũng rất là nhiều nha. Và cái đất của mình á, nó nằm sau một cái kênh nha. Kênh này rất là sạch và cá cũng rất là nhiều đó chú anh chị. Thôi bây giờ không nói lòng vòng nữa, Tâm đi thẳng vào vấn đề luôn là để Tâm giới thiệu cho quý anh chị về cái diện tích đất mình như thế nào nha. Cái diện tích đất của mình á, tổng diện tích là 304m nha. 304m. Thì diện tích thực tế á, ngang là 16m8 nha quý anh chị. 16m8 là từ cái mí cọc này ha, đi đến tới cái mí cọc xanh này luôn. Đó, xanh quý anh chị thấy không? Đó, chạy vòng xuống đây luôn, qua tới mí cọc dưới đó. Đây. Thì diện tích của nó là ngang là 16m8 và chiều dài là 18m6 nha. Tổng diện tích là 304m. Và đường trước đất của mình là đường đan 2m nha quý anh chị. Đường đan 2m nha. Và đặc biệt một điều nữa là đất lúa của mình là pháp lý là sổ hồng riêng nha quý anh chị. Sổ hồng riêng. Và khi nói chung thì một khi mà Tâm đã quay một cái clip nào đó thì Tâm đã coi rất là kỹ và tham khảo rất là kỹ và cũng test rất là kỹ để đưa đến cho quý anh chị những sản phẩm tốt. Thì đất của mình là không nằm trong khu quy hoạch gì hết nha quý anh chị. Và test ra văn bản là đất mình nằm trong khu đất ở nha.
thì mình có thể mình mua xong rồi sau này mình có thể mình về mình chuyển thổ, xây nhà cũng rất là ok nha. Đất mình rất là vuông vức luôn ha. Thì cái đoạn đường mà hồi nãy mình chạy vô mà đợi chuẩn bị mở bê tông 3m thì nó nằm bên đây, bên phía cục điện nha quý anh chị. Cách tầm khoảng 50m thôi mình ra là cái đường lớn ha. Thì xung quanh đây thì nhà cửa cũng rất là nhiều luôn. Đây, nhà mái thái đây. Kiên cố ha. Và xung quanh đây thì nhà cửa cũng rất là nhiều. Và cái đoạn đường bê tông 3m bên đó đó thì nãy mình có thể là mình đi cái đường từ đường trường Bình Phước Lâm mình vô đây cũng được luôn. Đó, cái đường đoạn đường này là thẳng ra thông với cái đường trường Bình Phước Lâm nha quý anh chị. Đó, lên tới kia luôn. Rất là ok ha. Đây, cái miếng đất mình tới đây đây. Đó, cái cục xanh này ha. Và đất của mình đã lên nền cao ráo nha quý anh chị. Đã lên nền cao ráo hết rồi nha. Đó, chủ cũng định xây nhà vườn nè. Nhưng mà thực tế thì bây giờ thì đang giãn cách cho nên là chưa có nhu cầu để mình làm. Thì chủ mới gửi tâm bán lại ha. Và chủ gửi bán với cái giá là 570 triệu chốt nha quý anh chị. Đây, cái rạch của mình đây, cái sông của mình đây. Rất là sạch nha. Và bây giờ thì Tâm xin nhắc lại về cái diện tích và về cái giá nha. Thì tổng diện tích là 304m đất lúa sổ hồng riêng nha quý anh chị. Và có thể chuyển thổ nha. Và cái diện tích thực tế là ngang 16m8 và dài là 18m6 nha quý anh chị. Và đường trước đất của mình là đường 2m bê tông nha. Và cái địa chỉ đất của mình đây là ấp Kế Mỹ, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An nha quý anh chị. Rất là đẹp luôn. Thì những cái video Tâm làm trong cái mùa dịch này thì quý anh chị có thể là tham khảo ha. Tham khảo. Rồi khi mà hết dịch thì có thể là alo Tâm dẫn đi xem đất ha. Chứ hiện tại thì bây giờ là cũng không thể nào, mình chỉ ở nhà để mình xem clip thôi chứ cũng không làm được gì. Đó, quá đẹp luôn. Tổng diện tích là 304 nha chứ mấy chị. Và quý chị lưu ý giùm Tâm là đất này là đất lúa sổ hồng riêng nha. Và khu chuyển thổ nha, khu được chuyển thổ nha. Nên nhớ cái đề đó giùm Tâm ha. Và chủ gửi bán với cái giá là 570 triệu, không thương lượng nha quý anh chị. Rất là đẹp luôn. Thì khi mà quý anh chị mua cái lô đất này rồi á, về thì quý chị cứ yên tâm về cái phần mà điện nước nha. Thì điện ở đây á, đã quý anh chị thấy không, cục điện ngoài kia là điện của nhà nước nha. Đó, điện của nhà nước nha. Và nước ở đây á, người dân ở đây sử dụng á, là nước Hà Lan nha quý anh chị. Nước Hà Lan nha. Bây giờ thì quý anh chị nhìn xung quanh một lần nữa rồi đất giùm Tâm ha. Đó, đất sạch nha, không màu mỡ nha. Và bây giờ thì Tâm xin kết thúc video tại đây ha. Trên quý anh chị quan tâm cái lô đất này thì hãy cứ liên hệ số điện thoại của Tâm ha. Thì số điện thoại của Tâm thì không là 0937629679. Và cái số điện thoại này cũng là số Zalo nha, Tâm để trên góc màn hình á. Quý anh chị quan tâm thì cứ kết bạn Zalo, Tâm gửi sổ cho quý anh chị xem nha. Và bây giờ thì Tâm xin chào và hẹn gặp lại nha quý anh chị vào những video sau.